Chưa chắc nha. Thời gian đầu sử dụng thì tế bào rừng bị xáo trộn, vậy nên đẩy mụn nhẹ là bình thường nha. Và những dấu hiệu này sẽ giảm dần khoảng tầm độ vài tuần khi da đã ổn định. Và chắc chắn là cũng không có chuyện retinitis làm cho mụn bị viêm nặng hơn đâu. Chỉ có thể là bạn dùng mãi không khỏi mà phải tìm đến bác sĩ thôi. Sạm đi à? Thường gặp nhất là do da của bạn đỏ hẳn hoặc là kích ứng khi mà mới dùng nha. Tuy nhiên, lý do phổ biến nhất vẫn là do quá trình sừng hóa của da. Trong quá trình này thì da bắt đầu phân tán các hạt melanin trong thời gian đầu tiên nhé. Những cái hạt này thì bắt đầu được đẩy lên trên bề mặt. Cùng lúc đó thì cái lớp sừng đã khô, nó chưa kịp bong, và chính vì vậy nên da sạm hơn là được bình thường nhé. Có hẳn một cụm từ có tên là retinoid dermatitis để chỉ về việc viêm da sau khi mà sử dụng retinoid nhé. Nếu bạn bị viêm sớm sau khoảng tầm vài ba ngày sử dụng thì không nói làm gì nhé. Bạn chỉ cần ngưng này, giãn sử dụng này, hoặc là sử dụng kèm theo một nhóm retinoid đường bôi vài ngày thì sẽ ok nhé. Còn cái tình trạng viêm da tiếp xúc kích ứng, ví dụ như là bong chóc này, đỏ rát này, khi mà mới dùng retinoid thì cũng có thể gọi là bình thường nhé. Bạn chỉ cần sử dụng bộ phục hồi và sẽ dễ dàng ổn định sau ngay từ 1 đến 3 tháng nhé. Tuy nhiên, khi mà mình sử dụng thời gian dài, hoặc có thể nói là các bạn quá là lạm dụng nhóm retinoid, ví dụ như là khi sử dụng retinoid nồng độ cao này và với tần suất nhiều thì các bạn có vã HA hoặc là B5 rất là nhiều thì vẫn cảm giác cái tình trạng nóng trên da nhé. Thì có khả năng đây là viêm da tiếp xúc do tích lũy retinoid rồi nha.